Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chương trình là chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022. Để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân, vui xuân đón Tết nguyên đán nhâm dần vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm, triển khai có hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19, kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, Ban thường vụ tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nội dung sau. Tiếp tục tập trung nỗ lực cao nhất cho công tác phòng chống dịch Covid-19, thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, chỉ đạo quyết liệt đồng bộ các biện pháp thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong toàn tỉnh và tại các tổ chức, cơ quan, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp. Thường trực cấp ủy các cấp trực tiếp chỉ đạo lãnh đạo và thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch tham hỏi, chúc Tết động viên cán bộ đang thực hiện nhiệm vụ và người dân ở các khu cách ly tập trung và lực lượng tuyến đầu trực phòng chống dịch. Tổ chức động viên thăm hỏi, tặng quà các gia đình liệt sĩ, người có công với nước, các đồng chí lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh bệnh binh, trí thức văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang, lực lượng tuyến đầu chống dịch và lực lượng khác làm nhiệm vụ trong những ngày Tết hạn chế tổ chức đảm bảo các hoạt động lễ hội vui xuân kỷ niệm ngày truyền thống hội nghị tổng kết năm tết trồng cây thiết thực an toàn tiết kiệm phù hợp với nếp sống văn minh truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục tập quán tốt đẹp của từng địa phương không tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp tết nguyên đán nhâm dần không tổ chức thăm chúc tết cấp trên và lãnh đạo cấp trên không tổ chức đoàn của tỉnh thăm chúc tết cấp ủy chính quyền cấp dưới nghiêm cấm biếu tặng quà tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức không dự lễ chùa lễ hội nếu không được phân công không tham gia các hoạt động mê tín dị đoan không sử dụng ngân sách nhà nước phương tiện tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội vui chơi kiểm tra giám sát chặt chẽ bảo đảm tốt công tác an toàn vệ sinh thực phẩm vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh tăng cường công tác dự báo và quản lý thị trường ổn định giá cả bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa dịch vụ kịp thời phát hiện xử lý nghiêm mọi hành vi gian lận thương mại sản xuất kinh doanh hàng giả hàng kém chất lượng đầu cơ tích chữ đẩy giá hàng hóa tăng cao bất thường để thu lợi bất chính tăng cường các biện pháp phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm vi phạm pháp luật và trật tự xã hội, xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là các vi phạm liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19, bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh. Các địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng phương án phòng chống tránh nổ vệ sinh môi trường, treo cờ pano áp phích, bố trí cán bộ nhân viên trực để xử lý, giải quyết kịp thời mọi công việc, tình huống phát sinh, không để ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt sản xuất kinh doanh của nhân dân và doanh nghiệp. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Trần Quốc Toản.